Vâng, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xếp một con dãn số X500 Pro. Con này thì nó có cả Bluetooth. Nó thông minh, nó rất thông minh. Mà giá rất là rẻ của mọi người. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh nó làm sao cho nó là nghe tiếng nhạc nó ok. Dù mình sao kẹt. Là click like. Mà mình mát miễn phí nha mọi người. Thì hiện tại con này thì trắng, nó có như thế này, mua xít mic AB thì vào là co mở men men, nó có là gạt sinh rau sinh tao sấp. Thì tất cả các ngõ ao của nó thì mọi người có thể là chọn được chế độ là thích súp ngõ nào cũng được mọi người. Đó là thông minh, nó thông minh. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh cơ bản của con này khi mọi người mua về, mọi người khác gia đình. Thì con này thì nó được sử dụng cho gia đình là số lượng nhiều của mọi người. Thì nhạc sống thì không nên xài, tại vì nó cũng tầm khoảng tầm trung, giá của nó rất hợp lệ cho mọi người và gia đình. Mà nhưng phần mềm nó rất thông minh, có thể là kết nối được với điện thoại, chỉnh FS, music, nút nhạc rồi ha. Thì có hướng dẫn hết tất cả mọi người, là sub, mà sub của nó bộ hết mọi người. Sub hết rồi, mọi người bắt đầu ha, cơ bản chỉnh. Thì đầu tiên thì music của nó, mọi người muốn chỉnh nó thì mọi người set hết tất cả các IQ. À, các IQ. Rồi phần mic cũng vậy, mọi người reset hết. Hết. Thì mọi người để cái mặc định có bao nhiêu sản xuất như thế này. Thì mọi người chỉnh thôi gì vào cũng vậy. Mọi chỉnh tất cả các IQ về hết, không không hết mọi người. Thì nếu mọi người mà xài có không xài sub thì mọi người xài men, không cắt HBF. Thì có sub thì mọi người cắt HBF tầm khoảng cỡ 100, 120. Thì center thì ngõ này là ngõ mono, nó gồm hai tín hiệu là G, là cho mình sử dụng ra ngõ mono một tín hiệu ra. Còn phần sub, sub này sub mono. Rồi, bắt đầu tiên thì mình đầu tiên thì mình chưa biết thiết bị loa mình như thế nào. Nếu mọi người đã có một cái sao kẹt hoặc là như gì, mọi người thì chọn sao kẹt. Mình kiểm tra mic mình đo đầu tiên thì mà sẽ đặt lên 2 cái người sẽ đặt đã có rồi có đây. À, đầu tiên thì sẽ đặt lên mình sẽ bên đó. Thì số hiện tại mình cắm ngõ in 2.
thì mình sẽ mở một bài nhạc cho mọi người xem, mọi người thử ha. Bây giờ mọi người xem YouTube dễ ngủ rồi, đi kia rồi. Ngày lập đông gió lạnh màu nồng, bóng bóng chợt đến mắt môi trần. Nếu mọi người mà không có cái phần mềm thì mọi người mở điện thoại lên, mọi người có thể là test được mềm GTA. Mọi người có liên hệ hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn mọi người. Thì mọi người hiểu là cái phần bắt chung chép của thiết bị này, ví dụ như chép nhiều mà mọi người muốn ít nhiều, mọi người đây giảm từ 2 kg nè, mọi người thử nha, từ 2 kg tới 16 kg là lỗ tai mình nghe có 16 kg giai đoạn thì mình chép. Còn tiếng Trung thì tầm 200 Hz là tới 2 kg là 2 kHz, là mình thấy không này, đây nó đây hai chữ đây này, đó là tiếng Trung. Ví dụ cho người xem nữa, ví dụ như là mình sẽ mở cho người xem một cái gì mọi người thấy chém không? Đó, chung mà giờ anh nón cao áo trần bàn mờ, thấy chưa? Bát nè. Một anh trốn mình chúng ta tròn. Mọi người phải biết là bát chung chém nó là thế nào thì mọi người mới chỉnh được nha. Đó, nó có ba quả, nó có ba cục bao đoạn như vậy. Là hôm nay là cái bàn lao min hi nha mọi người. Con này rất là ok, mọi người có thể là bluetooth của nó là mọi người chuyển chế độ bluetooth của nó, có thể đặt tên nó được mọi người nè, bluetooth in bluetooth copy nó cái cò. Con này rất là thông minh, con này rất thông minh, mọi người xem con này ha. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem con này, trên trang của nó sẽ có con này luôn. Mình sẽ mở cho mọi người xem. Rồi, con có 500 rồi, gian số 500. Rồi, mình sẽ mở con 500 rồi cho mọi người xem nha. Con này thì nó rất là ok, hãng đề bị hợp tiết nhìn vào đây. Rất là nhiều. Đây, nó có là bot, tối mà. Có giá nữa không? Mình sẽ đắp. Thì mọi người muốn xem kỹ con này, nó rất là nhiều. Đây, Bluetooth nó 5.0 mọi người. Pin nó đây, rất là nhiều. Đấy chưa, hàng rất là chất lượng, mọi người bán rất là nhiều mọi người. Rồi, xong. Thì tiếp tục cái phần là cái phần nếu mọi người xài không sức, mọi người xài bên này ha, mọi người cắt cho mình là tầm khoảng cỡ để không cũng được, cái trong khoảng cỡ 30-40 hết chết được rồi. Nè, hiện tại mình đang hiện đây, hiện tại đây mic mic mọi người là chỉnh cho nó lớn hơn tiếng nhạc nha, ví dụ như 70 thì tiếng nhạc lúc nào cũng 60, effect 50-50. Nếu mọi người cơm mình xả ra cơm để hạn chế lại, để mình hát la lớn rồi mọi người, la hát rồi đó nó không có bị tình trạng bể bể bị vỡ men, không có clip để người để mặc định nó đi ha. Rồi nếu mọi người xài có súp, mọi người xài sinh rau, sinh rau thì mọi người sử dụng ví dụ cắt như 105 100 cho bát full full cắt đó, tức là từ 102 này đổ lại thì nó không sẽ không có bát đứt, thì lúc này là mọi người cắt cái súp lại là bù vào từ 100 đổ lại nha. Nếu mọi người không có thiết bị thì mọi người tập làm như vậy thôi,
có thể bị đo đau pha thì mọi người nên sử dụng cho cái đo cái thả thứ chính xác. Mọi người xài cơm, mọi người nên xài sử dụng cơm cơm hết, dù để nó không cũng được, hoặc là để năm người thêm ảnh lên nha, để nó rõ. Mua ship lúc nào cũng nó để mặc định như vậy thì lúc nào nó cũng 60 70 rồi 80 70 tùy theo. Lúc đó mình tiếng ca tiếng nhạc nó sẽ khác, tiếng ca lúc nào nó cũng mấy 10, tiếng nhạc là 8 là nó là ok nhất. Đây là lúc những lúc đảo pha của nó để mình cho mình xem. Ví dụ như là cái men, một cái men ao như vậy thì mình sẽ chọn ví dụ như màu xích pin 2 sao kẹt hiện tại đang màu hay là hiện tại đang pin nồi. Từ dấu ơi thì nếu mình sẽ đổi cấp pha của nó, ví dụ như là cái đó lúc đó là gì, cái là rất nhiều anh em bị, nếu là tình trạng nằm đây thì mình không đổi, mình muốn kiểm tra được một cái lo nó bị phát cực âm cực dương. Mũi tên là quay xuống quay lên không này. Hiện tại không biết cái lo nó ra như thế nào, nhưng mọi người đã xác định được nó là nó ra nó phát nó cực âm hoặc dương, phát âm hoặc dương thì mọi người nhìn cái đó. À, đây là đây cái này là không là pha làm cái đây, từ cái đây là 100 158 108 nè người xem 108 người đã pha lại. Thì nếu mọi người có biết được cái pha thì người làm rất đơn giản, rất là ok, pha full người súp. Rồi bây giờ mình lên lại cái phần input của này. Cái phần echo giờ rồi vào thì mọi người có như thế này thì cái cơ bản mình chỉnh điện tối rồi không có bằng mic mình alo alo cho mình xem thì mọi người cái thằng điều hòa delay nó như thế nào cho nó ok, nhìn gia đình nó ổn định được. Ví dụ như là vô delay cho mọi người cái này chỉnh có cái cơ bản thôi, mọi người mà muốn chỉnh được ok chăm chăm nhưng mà chỉnh sửa lại thì mới đỉnh nữa, chỉnh theo cái thông số như thế này thì thấy nó rất là nó ổn định nha. Cái này là cái cơ bản thôi, còn muốn chỉnh được nó hay nữa thì tùy theo, quan trọng nhất là cái điểm này mình xem nha, quan trọng nhất là điểm đó. Echo delay chỗ này là rất là quan trọng như đây, còn này delay alo 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 quan trọng mẹ luôn rồi. Thì mọi người tiếp tục với phần reverb ha. Reverb thì cái đuôi thì trong khu vực mình thì tầm 3.000 tư và 1.500 nha, gọi dự và ít nhiều tùy theo mọi người. Nếu mà không gian cho màu hồng hẹp quá thì mọi người để thôi mình rộng thì mọi người lên cao lắm ha. Rồi cái HBF và cái là cái F đây là cái HBF đây, và đây là cái F lâu bách đó mọi người. Cái người cắt này về thì xịn ít rồi, để hết cho mình đi ha. Rồi xong mọi người chọn chế độ khởi động đây, mát theo ví dụ như mọi người cho khởi động lên là music nó nằm là 340 đi thì mình cho người ta chỉnh lên được 50 hoặc 60 đây, bên đây không biết cũng vậy ha, 55
để cho chỉnh được bao nhiêu mình phải hạn chế lại, nhiều khi mình chỉnh không đích là nó quậy lên đó. Rồi tiếp tục đó là phần lóc thì không cần lóc đâu. Bây giờ chỗ này sửa tên một chút luôn rồi. Rồi sửa tên vô vô là thì ta 55 55. Ok, rồi xong người tắt hoạt động lại là nó sẽ nhớ cái Bluetooth mình là Titan 55 rồi. Rồi đây mình viết tên, nó lưu 6 cái model. Tức là cái mặt trước của nó có 6 cái model cho người chọn, lưu kiểu khác nhau. À. Mình sẽ lại. Vậy mọi người muốn sale vô cái máy PC của mình chỉnh ok rồi, mình sẽ lưu vô cái PC của mình. Tức là cơ bản. Cơ bản. Đó. Trong gia đình đó mọi người lưu lại xe chu xe đó, ok nó sẽ trong máy mình sẽ ra có khi nào mọi người úp úp lại con dân số khác mọi người chọn vô, mọi người úp úp chu phải không, mọi người úp một cái bọn nó sẽ chạy vô thì mình lưu được 6 chương trình, 6 model khác nhau của mọi người. Nếu mình lấy remote mình chỉnh thôi, tức là mình cần lấy remote đây mình bấm sáng của đen lên đây là được, hoặc là mặt trước nó có là hiện tại nó là nó con X500 Pro đời mới đó, nó sáng của đen là X500 hay là mã là mới nhất hiện tại thì nó đời trước đó, thì nó có ba cái model thôi mọi người nha, hiện tại nó cái sáng của đen là con này mới nhất thì có ba thôi, ba thôi thì quan mọi người đã cảm ơn mọi người đã xem cái video của Canada. Cái này là cái clip đầu tiên nhất của mình thì rất mong mọi người ủng hộ cái kênh YouTube của mình. Chào mọi người nha.